Hello cả nhà, hôm nay mình lại rủ cả nhà lên thăm lại vườn nhà chị Jen xem là mấy cái cây dâu tây của nhà chị Jen bự tới đâu rồi ha. Ồ, ôi lên thấy chó nó lại nó đòi mình nựng này, nựng nó hơn xíu đi cả nhà ơi, chó nó bự quá chừng. Chó trắng nhà chị Jen, ô con nó đâu rồi ta? Hai con lần mà mỗi lần mình lên mình thấy hai con nó đâu mất rồi. Quá do xích trời hả? Bên kia hai con dê con nè. Hello baby boo, hello baby boo. Ôi cưng quá đi à, trời ơi ba con cưng quá nè. Bà mấy con dê mẹ bây giờ hả, chỉ còn lại được có ba con dê này thôi á cả nhà ơi. Nè, ôi bú hết thương quá nè. Ai ai ai, con răng đau đau đau. Ôi chị bên đây coi nè. Tưởng sữa bú nục 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 nè. Ê, đi qua thăm mấy cây táo coi nó lớn cỡ nào rồi cả nhà. Wow, nay nó lớn có trái đã quá nè cả nhà ơi. Đây trái nữa nè. Trời ơi, năm nay lại bội thu nữa rồi, chuẩn bị được thu hoạch táo đó nhà chị Trên rồi. Năm nay nhà mình không có một quả táo nào hết trơn. Buồn dễ sợ buồn. Đây, ui mấy trái nè cả nhà ơi. Trời đang mưa lùn phùn. Bên đây trái nữa nè, bắt đầu nó ra nhỏ nhỏ. Ui trời ơi, trên đây chung 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 luôn nè, lại được thu hoạch táo tiếp. Ui trời ơi, qua cây bên đây xem. Năm nay anh Jeff anh cắt lùn 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 dễ hái nè. Đó, nguyên đây chùm nữa nè nhà ơi. Anh Jeff bên kia lên hair cut cho anh, lên cắt tóc cho anh Jeff. Nhưng mà mình sợ anh ngại anh không cho quay, thôi là mình quay vòng vòng vườn nè cho cả nhà cùng xem thôi nha. Trời ơi, cây này quá chừng trái trên đây nè cả nhà ơi. Ít bữa nó lớn mình là lên quay cho cả nhà xem nha. Trời ơi, trái xum xa xum xuê nè, trái hôm nay bự quá ta, cành này trái nào trái nấy bự quá nè. Đó, bên đây là cây táo xanh nè, bên đó là cây... ui cây táo xanh năm nào nó cũng quá chừng trái luôn nè. Đó trái của nó là cả nhà. Buồn ghê gớm, buồn nhà mình không có táo để hái rồi. Đó, trời ơi, chùm chùm chùm, đã thật luôn á cả nhà ơi. Đây nè, chùm đây nữa nè. Wow, đã không? Đó, trái nữa nè cả nhà. Đó, ở đây nữa nè. Cả nhà thấy không? Đã không? Wow. Đi qua cây dâu nha. Cây bên đây thì lá tùm, trái cũng tùm luôn. Chỉ có cái chậu bông gì mà nguyên một màu trắng, giống như bonsai dữ người ta. Cái gì giống cây bonsai dữ vậy nha, màu trắng đẹp quá nè, mà cộng thêm con chó trắng là thành bên kia có con giỏ hoa nữa cả. Chị xem chị mà lại mua hoa treo vòng vòng nhà nè. Hoa thực dược cả nhà ơi, hoa này mình đang trồng nè. Đó, đi vào trong vườn nhà chị Jen. Wow, cái hoa đẹp quá cả nhà ơi. Ui cả nhà biết hoa gì không? Wow, tuyệt đẹp tuyệt đẹp tuyệt đẹp. Này hoa, này hoa giống hoa gì ta, hoa lại quên nữa rồi. Nhưng mà mình thấy cái hoa này đẹp quá nè, quay liền cho cả nhà xem cả nhà ơi. Mình chịu không biết loại hoa này hoa gì hết mà nhìn đẹp quá chừng đẹp luôn á. Nè chùm 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 ha. Đó mà chưa thấy chị Jen trồng gì ta. Ý chị Jen trồng ớt rồi nè. Đó cà chua bữa hôm mình cho chị Jen nè. Qua wow. Cây cà chua của nhà mình trồng bữa hôm mình cho hai chị Jen mấy cây lần á mà chị Jen vẫn chưa trồng ra nữa. Cây hệ Mỹ nè, màu hoa tím luôn đẹp ha. Còn hoa này là hoa gì thơm lắm nè, hoa gì đó, hoa gì mà thơm cực kỳ thơm luôn. Còn chị Jen chỉ gieo này là, ủa chị đang trồng cái gì vậy cha? Chị Jen đang trồng tỏi tây. Tỏi tây, chị Jen đang trồng tỏi tây. Rồi cái này giống như là hoa hay gì cả nhà ơi. Hình như này là hoa 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 gì mà nở bự bự, hoa hướng dương. Đó. Là ớt nè, ớt chuông nè, chị Jen đang trồng ớt chuông nè. Rồi, cà chua nè, cây cà chua này của mình nè. Mình cho chị Jen 4 cây cà chua, chị trồng 2 cây rồi còn 2 cây bên kia chưa trồng. Ui, coi ngò rí mình cho chị Jen này nó tốt dễ sợ luôn nè. Quá wow, sao chị không cắt ăn để cho nó lên bông nữa rồi.
Jen, why don't you cut the cilantro? It's gonna calm the seed. Yeah, I should do that. Yeah, you can. Put it in the fruit. Yeah, it turned the seed. Gonna lemon thyme. Ủa, cái hai cây cải kheo, look, Jen, it's big. Hai cây cải kheo. Bữa hôm mình cho chị Jen cây cải tây hon mình với lại cây bông cải xanh mình cho chị Jen nè. Hai nó cũng quá chừng mà lớn rồi ha. Mình gieo một người, mình gieo một lần là mình tặng hết đó, quá chừng ha. Đó, còn cây này là cây cải Mỹ nè, cải Mỹ màu đỏ mình đang trồng nè. Đó, còn bên đây là cây cây bí ngồi nè, cây bí ngồi cây bí ngồi nay nó lớn dữ ha. Hai cây, cây này mà đang tự nhiên sao nó vàng vàng nè, ngắt mấy cái lá vàng này đi đó. Hai cây bí ngồi mình cho chị Jen luôn nè. Ui, giờ đi qua dâu nhà chị Jen này cả nhà ơi. Ui, dâu nhà chị Jen lùn lùn, lùn mà trái dữ hả? Trái dữ thần luôn. Cái này là của anh Jeff nè. Phía này là của anh Jeff. Đó, quá wow, chùm 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 luôn. Đã không cả nhà? Đó, mình xin giống trên này nè. Ui, trời ơi, quá chừng luôn nè. Hả, lùn lùn mà quá chừng trái cả nhà ơi. Nhỏ mà nó có vỏ. Ui, trái này chín đỏ đỏ rồi nè. Wow. Đây nè. Quá trời, sao mà nhà chị Jen trái nhiều dữ vậy nè. Cây thì không được bao nhiêu lá hết trơn mà quá chừng luôn á, quá chừng trái. Bên đây nè, bên đây nè, chị bỏ ngăn ngăn ngăn, trời ơi, chung chung đã không cả nhà. Đó, wow, trái súng xuế luôn. Nhiều trái quá hả, trái này đổi, wow. Ui nó đỏ rồi nè cả nhà ơi, đã quá nè. Wow. Ui ui cưng dễ sợ cưng luôn nè. Đây nữa nè. Ui nhà chị chắc chín trước cả nhà ơi, nó đã đổi màu đỏ rồi nè. Đó. Bên đây nó đổi màu đỏ luôn rồi nè. Nhà chị sao mà chín lẹ dữ ta. Đó. Nhà mình bắt đầu mới ra trái mà chị chín hết rồi, gần chín rồi. Hai trái này là coi như là tuần hai tuần nữa là chín rồi. Đó nè cả nhà thấy không? Ui, trong đây trái này nè đó. Quá, nó chín rồi nè. Chừng 2 tuần nữa, 3 tuần nữa là nhà chị Jen chuẩn bị. Ui, đây nữa nè cả nhà. Quá chừng gì đâu mà trái dữ vậy nè. Đó. Nhà chị Jen trái dâu dữ rồi, dữ dằn quá. Đúng là nhỏ mà có vỏ thiệt. Qua bên đây nè. Dâu, bịt cái hàng bên đây xem. Đó, trái nhiều ha nha. Ui, trái này chín rồi nè cả nhà. Ui. Đó, thôi. Nó nhỏ, trái nó nhỏ thôi nhưng mà nó nhiều quá ha, nó không có bự mà trái nhiều dễ sợ luôn á. Này là họ nhà lùn cả nhà ơi, mà mình cũng xin tự chỉ mà ra mà sao cây của mình nó cao dễ sợ cao luôn nè. Wow, trái này bắt đầu chín đỏ rồi nè, hơi cưng không cả nhà. Ui đó, đây nữa nè. Quá chừng luôn. Cái phía hàng này là của chị Jen ha, phía bên kia là của anh Jeff. Coi cái khúc này tốt của anh Jeff, coi có trái bự không. Đây. Khúc này là nó bị che khuất cái cây ấy mà nó tốt nè. Đó. Nhà mình là tốt như cái phía này nè. Đó. Chùm nè, đã không cả nhà. Ê, cái lá nó chà. Nó chè mất tiêu rồi đó, thấy không? Chùm nè, đó là cái cây này là mình, cái giống này là mình xin từ từ nhà chị Jane đó, là y chang vậy nè, đó. Đây nè nè, ui đã quá trời nhà ơi. Đó, dâu nhà chị Jen đã quá. Dâu anh Jeff tốt hơn ha, dâu chị Jen không tốt bạn của anh Jeff. Đó, anh Jeff là chồng của chị Jen á. Đó, ui, trái đã quá cả nhà. Ít bữa nữa mà chị thu hoạch lên, mình quay cho cả nhà xem. Phía này mà che che, hình như dâu nó thích trong bóng, bóng bóng hơi dâm dâm á sao cả nhà ơi. Bóng bóng tối á. Chùm quá chừng đây nữa nè. Chơ mình thấy là đây nè. Wow, cha ơi. Ui, chú cha mà ơi. Trái gì mà quá chừng trái luôn á. Nè. Ui, đã quá, đã quá. Bên đây nữa nè. Ôi, ui, đây nữa nè cả nhà ơi. Wow, bao la luôn. Trái bao la. Đã quá. Nè. Ui, đã. Cái chùm này chắc mai mốt chặt ra một đống luôn á cả nhà ơi. Nè. Nhiều ha. Còn cây nho nè, ui giờ tha hồ trái nữa. Nhà chị Jen trồng là mình đi thu hoạch dùm nhà chị Jen không à.
chuẩn bị thu hoạch rồi, nho nữa nè. Đây. Đi vô cây việt quất xem cả nhà ơi. Này là cây mâm xôi nhà chị Jen nè. Mấy con ong nó đang bù 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 mấy cái bông để cho nó đậu quả nè. Sao mọi người đều đậu quả hết rồi mà mình giờ này mới nở bông thôi hả? Nè, nó đậu quả rồi nè nhà ơi. Này mâm xôi màu đỏ nè. Quá chừng luôn á. Một dãy. Một nè, hai nè, ba nè, bốn nè, nhà chị Jen đầy trái cây luôn. Còn vô trong trái gì đâu. À dạ, đâu á. Đó. Bên đây quay cả nhà xem. Trong đây nguyên một rừng việt quất của nhà chị Jen nè. Đó. Trái này thô, ui, phải công nhận trái gì đâu mà hả? Mình chưa thấy cái nhà nào mà trồng trái nhiều như ngoài farm, nó cũng đâu có nhiều giống như nhà chị Jen trồng đâu trời. Quá gì trời ơi, trái gì mà đã thì có đã luôn. Nè. Ui, ui, cưng không cả nhà? Quá chùi, từng chùm nè. Quá chừng luôn. Nè. Mình lại được thắp sắp thu hoạch của chị nhiều lắm luôn đó nè. Wow. Cái giống này gọi là blue crop này cả nhà mua cái loại này về mà trồng. Đó. Đầy trái, xum xuê luôn á. Nhà chị năm nào cũng vậy, chi chít trái luôn nè. Thấy không? Mua cái loại này về trồng đấy cả nhà ơi. Loại này chỉ nói là nhiều trái nhất trong các cái loại việt quất là blue crop mà nó rất là dễ sống nữa, chị nói vậy á. Nên là vườn của chị chỉ có một loại này thôi. Đó. Thấy trái dữ không? Đầy trái luôn. Bên đây nè. Đó nè. Ui. Dữ dằn thật á. Ăn tay nhà chị Jen chỉ cắt hết trơn rồi. Mà hả nó mập dữ lắm. Đây nè nhà, thấy không? Cây nào cây nấy chị cắt á, rất là đấy, nó mới lên nữa nè. Đó măng tây nè, đó măng tây nhà chị Jen nè. Rồi bên kia mấy mục nó cả, nhưng mà chị Jen chỉ để cỏi cỏ nè, cỏ nó xanh tung tùm luôn, còn nhiều hơn cả cái cây măng tây nữa. Cây này nó hơi dài rồi nè, bữa hôm có cái cây mập dữ lắm luôn kìa, chị cắt rồi nè, đó nó đang lên nữa nè. Đấy mà măng tây nè, đáng nhẽ là phải nhổ cỏ đi chứ để như vậy là nó hút hết chất của cây măng tây nè. Đó, bên đây mấy một nữa nè. Cây này là cũng mập dữ lắm nè. Nó đang lên cây này nữa nè. Bên đây nè. Thấy cả nhà thấy không? Cái này là măng tây hoàng đế. Thấy cả cái gốc của nó là chị mới cắt không? Thấy nó mập ghê không? Đó. Bự bự không ha. Đây có mập nữa nè. Wow, đảo quá. Bên đây kia nè. Đó, hai ba cái bên kia nữa. Đó măng tây của nhà chị đó. Mà cỏ còn tốt hơn măng tây nữa. Quay cây cherry cho cả nhà cùng xem nè. Cái trái cherry nè. Đó, nó đã đậu trái quá chừng luôn. Cả nhà thấy trái cherry không? Đó, nhiều ha. Ít bữa mà nhà chỉ thu hoạch cherry, mình lại lên quay cho cả nhà cùng xem. Đó, bên đây nó đậu nguyên một chùm luôn nè. Đó. Chùm chùm ha. Nhà mình mới mua, năm nay nó mới ra lá, nó không có trái nào hết trơn. Còn nhà chị Jen nó năm nào cũng có trái quá chừng luôn. Trái gì tùm. Nhà chị ở đất tốt á, trồng cái cây gì nó cũng mập mạp, sướng gì đâu trời. Đó, cây hùng vĩ không vậy nha, rất là lớn luôn á. Đây mình quay phía này cho cả nhà xem. Đó, hùng vĩ không cả nhà. Cây này chị kêu 5-6 năm rồi, có 5-6 năm thôi. Chị kêu mua cùng một lượt cây cherry với mình á, mà 5-6 năm thôi á, mà nó cao như vậy nè. Quá chừng luôn hả? Mà cũng mấy loại ghép y như mình vậy đó, mà nó lớn nhanh dễ sợ luôn. Cái cành này năm ngoái nhiều trái lắm, mà năm nay không có thấy trái ha. Năm ngoái cành này ít trái, mà năm nay lại quá chừng trái luôn. Ngộ thiệt. Đó, trái nè. Ít bữa nó đỏ rực, mình quay cho cả nhà xem. Quá chừng trái luôn, bao la. Cây húng lụi nó, cái cây húng lụi nó sắp lên bông rồi cả nhà ơi. Chỉ trồng cho nó vui chứ có ăn đâu. Quá chừng bao la húng lũi. Bên này húng lũi nữa. Húng lũi bên đây nữa nè. Sắp lên bông hết rồi. Ai mua húng lũi không? Đẹp á. Phan một phát như vậy nè là rất là thơm luôn cả nhà. Quá chừng xanh, dễ sợ xanh. Ố. Đó, mới đẻ. Mới đẻ cả nhà ơi, được hai con. Ồ dễ thương quá hả? Hello. Hello baby boo. Ôi trời ơi, bú thấy thương không? Đâu có sữa đâu con. Gì đâu có sữa đâu nè.
Ý ơi, hai cái tay thấy cưng quá hả? Tay dài ơi là dài luôn. nè. Thôi nó đói bụng hay sao cả nhà ơi, coi coi. Ôi nó núp cái giường luôn á. Hello, hello, hello baby boo. Bữa hôm mình cho chị Jen á, cùng một lượt mà mình trồng cà chua luôn á. Xong rồi cái chị để trong nhà kín á, bây giờ nó cũng lớn được nhiêu đây nè. Nó không lớn bằng cây cà chua của mình ha, nhưng mà nó cũng lớn được nhiêu đây rồi nè. Người ta bán một cây như vậy 2 đô đó cả nhà. Cây như vậy mà ra ngoài thị trấn họ bán là 2 đô đó, mà không được lớn như vậy đâu. Bữa hôm bác Gary give me bác Gary á, cho mình một cây cà chua nhỏ nhỏ, chứ nó không có được lớn như cây này luôn, mà họ bán 2 đô một cây đó. Chị Jen chị nói hồi em cho chị nhiều quá rồi, giờ chị trồng không biết thật rồi, không biết trồng ở đâu nữa em ơi, quá chừng nhiều cà chua. Chị Jen mới mua mấy con vịt cả nhà ơi, bữa hôm nó có tí tẹo tè teo à, nãy nó mau lớn ghê luôn á thôi. Ui mình muốn có mấy con vịt quá à nhà ơi, chắc kêu để quay cái này về nói ông xã nè, mua cho cái lồng giống vậy thì bỏ mấy con vịt vô đây nè, cưng quá à. Hello, hello. Hello, hello. Hello. Hai con màu hơi vàng vàng, hai con màu đen. Đó, cưng không cả nhà. Mình muốn có mấy con vịt với mấy con gà quá mà ông xã mình không chịu làm cho mình cái hàng rào giống vậy cho nó nè. Chị em chỉ mới bỏ hai con dê nhỏ nhỏ mà mình mới quay đó vô thử cho trong chuồng chung một cái chuồng mà mấy con dê bự nó ăn hiếp cả nhà ơi, làm cho con dê nhỏ bên kia sợ quá, chạy 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 bên kia la tùm bên gọi nhà. Lũ hay lũ, đừng có ăn hiếp dê nhỏ nha, dê nhỏ cưng lắm á. Coi chị cái bên chị sẽ sợ chị cho la bển ba của nó bển kìa, dòm dòm bển kìa đó, nhìn nhìn con của mình á, kêu anh chàng đứng bển ngoái ngoái miệng bển kìa đó. Thôi cả nhà ơi mình đi về đây, bye cả nhà, hẹn cả nhà các video sau. Mình mới cắt tóc cho chị Jen xong rồi nhà ơi, mình tưởng là lên cắt tóc cho anh Jeff, mai về là chị Jen nên là mình mới cắt tóc cho chị Jen xong rồi. Yeah.